Mẹo vặt hướng dẫn cách sạc pin điện thoại cực nhanh. Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ còn 10 20 phút nữa là phải đi giải quyết công việc mà điện thoại hết pin, hay bạn đang đi du lịch cùng bạn bè và thời gian dành cho việc sạc pin điện thoại là rất hạn chế, trong khi điện thoại của bạn lại đang rất bận rộn với rất nhiều việc. Vậy trong trường hợp cần kiếm như thế, làm cách nào để có thể sạc pin điện thoại nhanh nhất, giúp bạn giải quyết công việc hiệu quả, tận hưởng chuyến đi du lịch trọn vẹn nhất? Hãy tham khảo cách sạc pin điện thoại cực nhanh dưới đây của vẽ vật chính.com để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình nhé. Tắt hết các ứng dụng để sạc pin điện thoại nhanh. Có thể các bạn không biết, nhưng hết các điện thoại thông minh thông thường có nhiều ứng dụng chạy ngầm để khiến các bạn tiêu tốn một nguồn năng lượng pin không nhỏ. Do vậy, để có cách sạc pin điện thoại cực nhanh trong thời gian ngắn bạn cần tắt hết ứng dụng đang sử dụng, kể cả trang web, các phần mềm tiện ích hay các ứng dụng chạy ngầm để điện thoại duy trì hoạt động tắt Wi-Fi, kết nối 3G, bluetooth, định vị vị trí. Những kết nối này thông thường sẽ tốn rất nhiều pin dù bạn đang ở chế độ nghỉ. Trong trường hợp nếu bạn không phải nhận điện thoại, tin nhắn trong thời gian sạc điện thì nên tắt nguồn để nạp pin nhanh nhất hiệu quả nhất. Sắm pin sạc dự phòng để sạc pin điện thoại nhanh. Ngày nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh, các công ty điện tử đã sáng chế ra các loại pin sạc dự phòng, vừa có tác dụng giúp sạc pin nhanh, nạp đầy pin cho điện thoại chỉ trong vòng 5 đến 10 phút, lại vừa đảm bảo nguồn điện năng khi mất điện hay bạn di chuyển đến những nơi không thể nào sạc pin điện thoại. Do đó, nếu thường xuyên sử dụng điện thoại, hãy sắm cho mình một sạc pin dự phòng là tốt nhất nhé, tiện ít lắm đấy. Dùng bộ sạc có cường độ dòng điện cao hơn, bạn đừng lo lắng việc này sẽ gây hỏng điện thoại của bạn, bởi vì khi dùng bộ sạc có cường độ dòng điện cao hơn thì nó chỉ giúp cho việc sạc pin điện thoại nhanh hơn do cường độ dòng điện cung cấp ổn định, đảm bảo yêu cầu. Mặt khác, dù bộ sạc có cường độ dòng điện cao cũng chỉ cung cấp đủ, đúng mà điện thoại cần thôi nhé. Cắm điện thoại bằng ổ cắm để sạc pin điện thoại nhanh. Việc cắm sạc pin điện thoại trực tiếp vào ổ điện cắm sẽ giúp sạc pin điện thoại nhanh hơn là cắm vào đầu USB của giá máy huy tính. Do đó trong trường hợp này, bạn phải tìm ổ cắm điện để sạc pin sau khi đã tắt các cái ứng dụng không cần thiết nhé. Hy vọng những bẻ vặt và cách sạc pin điện thoại cực nhanh trên đây sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm tiện ích cho cuộc sống khi chiếc điện thoại đã trở nên vật bất điện thân với rất nhiều chức năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Hãy áp dụng ngay và kiểm chứng kết quả nhé. Hiệu quả lắm đấy.